Không ngờ ngoài Diệp Lan cô nương có tay nghề xoa bóp tài giỏi, còn làm được nhiều món ngon nữa chứ. Ừ. Có phải lợi hại lắm không Hoài Sơn? À, ăn được rồi phải không Đỗ Đại Phu à? Nè, ăn thêm nữa đi. Đa tạ. Không phải tôi tự khen, so với đầu bếp ở Quảng Đông á, thật tình tôi cũng không thua kém cho lắm. Thật ra tôi cũng muốn hỏi thăm, món này gọi là gì vậy? Chua chua ngọt ngọt, dễ ăn lắm. Những món ăn này gọi là thịt chua ngọt. Cái tên này có câu chuyện đó. Chuyện kể là Trương Đại Nhân tiếp đãi quan khách ở ngoại quốc tới. Sau khi quan khách nhìn thấy liền hỏi ông ta món này tên là gì. Lý Đại Nhân ngửi được mùi vị chua chua ngọt ngọt, ông ta kềm lòng không được, ưng ực nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng quan khách hiểu lầm, tưởng đâu món này gọi là thịt ưng ực. Nhầm lẫn như vậy cũng được sao? Vậy còn tên món ăn nào thú vị nữa không? Còn một món Quảng Đông tên là kim tiền kê, mọi người đoán coi là món ăn gì? Em biết nè, là con gà y như kim tiền vậy. Không lý nào, gà làm sao giống kim tiền được chứ. Kim tiền kê được làm từ thịt heo và gan heo. Họ lấy thịt heo cắt thành từng miếng giống như kim tiền vậy. Tại sao gọi là gà? Bởi vì người ta tự an ủi mình, nói bản thân mình được ăn gà vậy thôi. Trời ơi, Đỗ Đại Phu huynh lợi hại như vậy, huynh đã tới Quảng Châu rồi sao? Có một thứ gọi là sách đó. Nhưng cũng có một câu gọi là đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Bấy lâu tôi chỉ hành đi ở Kinh Thành, đâu có đi khắp nơi giống như cô vậy. Trời ơi, Đỗ Đại Phu, huynh đừng nói cho tôi biết huynh chưa bao giờ rời khỏi thành Bắc Kinh nha. Phải phải, chỉ có cô học rộng hiểu cao, tất cả chúng tôi ai cũng là ít ngồi đáy giếng vậy được chưa hả? Chà, thư phòng của huynh lớn lắm, nhiều y thư quá à. Tuy thời gian quen biết cô không nhiều, nhưng tôi cũng thấu hiểu tính cách của cô. Vô sự bất đăng điện tam bảo, tới đây nấu cơm cho chúng tôi ăn. Có đòi hỏi gì đây, chỗ vắng vẻ cứ nói ra đi. Đỗ Đại Phu à? À phải rồi, tôi có một chuyện muốn huynh giúp thêm một lần. Tôi muốn huynh kiểm tra lại thi thể của Trần Ma Ma. Quan Thái Y đã nói thi thể của Trần Ma Ma không đáng nghi rồi, kiểm tra lần nữa làm gì chứ? Không phải đâu, đang sống sờ sờ mà lý nào lại vô duyên vô cớ nói trúng gió mất mạng như vậy chứ. Tôi cảm thấy rất là đáng nghi ngờ. Đang sống sờ sờ sao cô lại hẹn Trần Ma Ma tới đó gặp mặt? Tôi cũng cảm thấy cô đáng nghi lắm đó. Thì Trần Ma Ma hẹn tôi mà. Bà ta nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Ai ngờ bà ta chưa kịp nói đã bỏ mạng như vậy rồi. Huynh không cảm thấy rất lạ sao? Nói chuyện gì quan trọng với cô vậy? Chuyện của phụ nữ, huynh đừng có hỏi nữa. Nếu cô nghi ngờ cái chết của Trần Ma Ma, tôi sẽ bẩm báo giúp cô. Ê, đừng bẩm báo nha. Nè, chứng cứ nè, hung thủ nè, manh mối nè, không có cái gì hết. Nếu như bẩm báo á, chưa chắc có người chấp nhận. Lỡ như bức dây động rừng, đến lúc đó hung thủ có sự đề phòng, vậy thì không nên. Tôi không thể giúp cô. Nè, không phải chứ. Nè, huynh không lẽ định qua cầu rút gián hay sao? Thức ăn đã nhét vào bụng rồi, nếu không thì sao? Hay là tôi nôn ra cho cô chịu không? Hả? Ý trời ơi, hôi quá đi. Thôi được, huynh không giúp tôi chứ gì, tôi tự mình điều tra, tôi nhất định có thể điều tra được. Nè, cô đừng làm bậy nha, cô gây tai họa tôi không bảo vệ được cô đâu. Hey. Sao hả Nhậm Ngự Y, tìm được chưa? Tôi đã nói với Phục Y Sĩ rồi mà. Trước giờ Trần Ma Ma sức khỏe rất dồi dào, không có đau bệnh gì hết. Cô lại không chịu tin tôi, nhất định bắt tôi tìm bệnh án của bà ta. Muốn tìm cũng phải có thời gian chứ. Nhậm Ngự Y à, không phải tôi không tin những gì mà huynh nói, chẳng qua tôi muốn xác định lại thôi. Làm phiền huynh nha, làm phiền huynh. Vậy thì không cần đâu. Tìm được rồi, đây nè. Ủa, theo bệnh án của Trần Ma Ma cho thấy á, bà ta không có đau bệnh gì nhiều. Trời ơi, còn mạnh hơn con trâu nữa. Tại sao đột nhiên lại mất mạng chứ? Có thể nói sống chết có số rồi. Diêm Vương kêu cô canh ba chết, ai dám giữ người tới canh năm chứ. Ở trong cung những chuyện này xảy ra cũng không ít. Từ từ Phục Y Sĩ cũng sẽ thấu hiểu mà thôi. Trời, đành là nói như vậy, nhưng tôi và Trần Ma Ma coi như cũng là chỗ quen biết. Tôi thực sự rất hy vọng có thể bái tế bà ta. Nhậm Ngự Y à, huynh có biết di thể của bà ta đặt ở đâu hay không? Phạm là trong cung có Ma Ma hay là cung nữ không ai qua đời, di thể của họ sẽ tạm thời đặt ở phòng xác trong cung, đợi người thân của họ tới nhận. Có trách cũng đừng trách nha. Tôi không phải cố tình tới làm phiền bà, tôi muốn giúp bà rửa sạch hàm oan thôi. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Đừng động tôi. Làm hết hồn mà, sao huynh đi không có tiếng động vậy? Cô sợ thì đừng tới đây chứ. Sao huynh biết tôi ở đây?
chắc chắn là Nhậm gửi đó để tố cáo tôi. Sao huynh ấy nhiều chuyện như vậy chứ? Nhậm huynh sợ cô làm bậy gây ra tai họa. Đỗ Ngự Y à, bây giờ huynh đã tới rồi, huynh giúp người giúp cho trót. Huynh kiểm tra coi tại sao Trần Mama chết đi. Sao cô có hứng thú với thi thể của Trần Mama chứ? Thật ra là nguyên do gì? Thôi được thôi được, bây giờ huynh đã hỏi thẳng như vậy, tôi cũng không ngại nói cho huynh biết sự thật. Chuyện là như vậy, Trần Mama nói với tôi á là bà ta bị người ta lừa, bị người đàn ông làm cho mang thai. Cho nên hôm đó tôi hẹn bà ta ra là tính hỏi bà ta cho rõ thật ra tên khốn đó là ai. Ai ngờ bà ta chết đột ngột như vậy. Vậy thì có phải cái chết của bà ta đáng nghi không? Cô tốt bụng vậy sao? Thôi được, thấy thân thế của Trần Mama tội nghiệp như vậy, tôi sẽ giúp bà ta một lần. Cô lại nói dối nữa. Thủ cung sa của Trần Mama hoàn toàn vô khuyết, thực tế bà ta vẫn là thân trong trắng. Không lý nào. Trần Mama, bà nói dối gạt tôi phải không? Hay thiệt tình là để coi. Thủ cung sa ở đâu? Thực tế trên đời này không có thủ cung sa. Huynh. À, phải. Xin lỗi nha Đỗ Ngự Y, tôi đã nói dối gạt huynh, nhưng tôi cũng không muốn. Thật tình tôi muốn huynh giúp đỡ tôi kiểm tra coi tại sao Trần Mama đã chết đáng nghi như vậy. Tôi nghĩ tôi không kiểm tra thi thể của Trần Mama, cô sẽ không bỏ ý định đâu. Có trách cũng đừng trách, có trách cũng đừng trách, có trách cũng đừng trách. Vết trên mặt của Trần Mama là dấu bằng tay mà. Hình như là vậy đó. Đúng rồi. Sao lúc quan thái y kiểm tra không phát hiện được gì? Dựa theo tẩy quan lục của tổng từ ghi lại, có rất nhiều vết thương không phải bề mặt sẽ không lập tức hiện rõ, xuôi theo thời gian trôi qua sẽ từ từ hiện rõ hơn. Tôi nghĩ dấu tay trên mặt của Trần Mama là trước khi bà ta chết, có kẻ đã dùng tay bịt chặt mũi và miệng của bà ta rất mạnh tay. Có nghĩa là bà ta bị bàn tay làm ngợp chết. Nè nè, quý đi đâu vậy? Trần Mama bị người ta giết chết, không lập tức bẩm báo hay sao? Đừng bẩm báo mà. Tại sao? Thì nếu huynh đi bẩm báo á, hung thủ sẽ biết tôi quen với Trần Mama. Lỡ không bắt được hung thủ, hung thủ đó quay lại giết tôi thì tính sao? Sao trước đó cô quan tâm cái chết của Trần Mama vậy chứ? Đúng là thần cũng là cô, ma cũng là cô. Trước đó tôi không biết chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy, cho nên bây giờ đương nhiên tôi phải giữ mạng sống của mình thì quan trọng hơn. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.